cập nhật tiến độ dự án Lumia Hà Nội ngày 27 tháng 8 năm 2024. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, hiện tại Hòa đang đứng ở khu vực nhà mẫu của dự án Lumia Hà Nội, một nơi mà đã khá là quen thuộc với anh chị rồi. Ngày hôm nay thì Hòa sẽ cùng cập nhật với anh chị những cái tiến độ triển khai của dự án này, như là giải đáp thắc mắc của một số anh chị có hỏi kênh Nhà Tốt khi mà trong những ngày qua thì có một số bài báo có chia sẻ các cái vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án Lumia Hà Nội. Và thực tế thì Hòa đã chia sẻ với anh cụ thể vấn đề pháp lý của dự án Lumia Hà Nội từ giai đoạn đầu tiên trong những cái giai đoạn đầu năm 2024 này rồi anh chị. Nhưng mà cũng có một số anh chị vẫn còn hỏi cái câu hỏi và lý do chi tiết thì cũng như là kiểm tra chi tiết về mặt pháp lý thì anh có thể là xem một cái video mà Nhà Tốt đã chia sẻ với anh chị về mặt pháp lý của dự án Lumia Hà Nội. Và trong video khuôn khổ của video này, và sẽ cùng chia sẻ với anh chị cụ thể hơn về các cái hình thức giao dịch ở dự án Lumia Hà Nội nói riêng, cũng như các cái dự án đang mở bán tại thời điểm hiện tại. Tuy chỉ tại thời điểm hiện tại, hầu hết các dự án mở bán mới đều bán trước khi mà họ xây xong nó, thông qua một cái gọi là thỏa thuận ký quỹ. Thì cái điều này là anh chị phải hết sức lưu ý với Hòa khi mà triển khai các cái dự án mới. Thì các cái dự án mới hiện nay để mà khách hàng có thể có được cái sự lựa chọn căn hộ tốt hơn, cũng như là anh chị có thể là có được cái mức giá tốt hơn, thì các chủ đầu tư thường triển khai cái thỏa thuận ký quỹ. Và theo cái trình tự đầu tiên, anh chị sẽ đặt booking một khoản tiền, ví dụ Lumia Hà Nội thì sẽ đặt booking 100 triệu giai đoạn 1 và giai đoạn 2, sau giai đoạn 3 lại sẽ đặt booking 200 triệu. Thì cái này để chia sẻ với anh chị thể và rõ ràng hơn về cái vấn đề này nó sẽ như thế nào. Với cái thỏa thuận ký quỹ đối với riêng các trường hợp của dự án Lumia Hà Nội là cái tài khoản, cái số tiền của anh chị đặt trong cái tài khoản gọi là tài khoản tạm khóa hay còn gọi là tài khoản phong tỏa của chủ đầu tư. Tức là chủ đầu tư sẽ không sử dụng cái tiền của anh chị khi mà đưa vào trong cái tài khoản này. Anh chị phải hiểu rõ cái mục đích để mà chủ đầu tư triển khai cái việc này. Nó không phải là hình thức huy động vốn của, nên là nó không vi phạm vào cái luật kinh doanh bất động sản. Anh chị phải lưu ý cái điều đó. Và hiện nay các chủ đầu tư sẽ sau đó thì khách hàng sẽ lựa chọn căn hộ. Và cái việc mà anh chị làm cái thỏa thuận ký quỹ này là cái việc mà anh chị đồng ý và xác nhận với chủ đầu tư rằng là anh chị muốn mua căn hộ khi mà pháp lý của dự án này nó được hoàn thành. Tức là với giai đoạn 1 thì nó sẽ hoàn thành vào tháng 10 này. Bởi vì hầu hết các dự án hiện tại là anh sẽ phải mua trước cái lúc xây xong móng. Bởi vì sau khi xây xong móng thì hầu hết cái căn hộ tốt nhất, những căn hộ ý đẹp nhất thì thường sẽ không còn nữa. Bởi vì chúng ta đang trong một cái giai đoạn cái giá căn hộ nó có cái sự phát triển rất là mạnh và cái nhu cầu căn hộ nó thể hiện rất là cao. Nên nếu mà anh thường anh chờ đến khi xây xong móng thì thường là anh sẽ không còn nhiều cái sự lựa chọn nữa. Đó thì Hòa cũng lưu ý cho anh chị. Và khi mà chủ có thể đủ cái tiêu chuẩn bán thì thường sẽ có ba cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là tất nhiên là tất cả các cái vấn đề liên quan đến trước mở bán pháp lý phải đủ, ví dụ như là quy hoạch 1/500, giấy phép của Bộ Xây dựng, thuế đất mà nộp cho nhà nước, đúng không anh, phải hoàn thành những cái việc đó. Còn khi mà mở bán thì chủ đầu tư sẽ cần những cái giấy tờ gì, cũng như là những cái điều kiện pháp lý gì để đảm bảo. Thì thông thường để mà xin được cái giấy phép mở bán của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư thường sẽ phải xây xong phần móng. Cái thứ hai nữa là phải có một cái xác nhận của bên thứ ba, tức là cái bên giám sát độc lập thứ ba xác nhận rằng là đã xây xong móng, đã hoàn thành xong cái cơ sở hạ tầng đủ tiêu chuẩn để mở bán. Cái tiếp theo đó là bảo lãnh ngân hàng. Cái bảo lãnh ngân hàng rất là quan trọng ở thời điểm này. Khi mà như vậy, thứ ba cái khu này thì mới có thể là mở bán và xin cấp phép từ Bộ Xây dựng cho giấy còn đã đủ tiêu chuẩn để bán hàng. Thì tại thời điểm đó chúng ta mới có thể là chính thức mở bán dự án căn hộ anh chị nhé. Tại thời điểm đó mới là chính thức mở bán. Còn tại thời điểm hiện tại, đối với các dự án, hầu hết các dự án đều là thỏa thuận ký quỹ. Thì cái tiền thỏa thuận ký quỹ của anh chị được đặt trong một cái tài khoản được khóa, tạm khóa của chủ đầu tư, tức là phong tỏa. Và chủ đầu tư sẽ không sử dụng cái tiền của anh chị để trong các hoạt động để triển khai dự án, tức là không sẽ không huy động vốn của anh chị. Chính vì vậy anh chị Hòa muốn giải thích một lần nữa để anh chị hiểu rõ về cái pháp lý của dự án Lumia Hà Nội, bởi vì trong giai đoạn vừa qua có nhiều khách hàng đã mua như là khách hàng mới tìm hiểu có gửi cho Hòa cái bài viết liên quan đến dự án Lumia Hà Nội. Và Hòa xin chia sẻ với anh chị rằng là hiện tại hầu hết các cái dự án đang mở bán tại thị trường hiện tại đều là dự án mở bán trước cái giai đoạn hình thành trong nó, và anh chị phải hiểu về
cái yếu tố pháp lý của nó để anh tránh bị dẫn dắt bởi truyền thông ấy, đúng không ạ? Thì Hòa muốn chia sẻ như vậy để Hòa giải thích cho anh tất cả. Thì nó cần kỹ lưỡng hơn đấy, cần xem cái video mà Hòa đã làm về pháp lý của dự án Nuki Hà Nội. Hòa đã trình bày tất cả các cái giấy phép xây dựng, nguồn gốc của đất, tất cả mọi thứ nó ở đó. Anh chỉ có thể xem lại video đó ở trên kênh Nhà Tốt anh nhá, thì mà có thể hiểu hơn về cái việc mở bán trước khi mà hình thành trong máu. Theo luật kinh doanh bất động sản thì là trước khi mà hình thành trong máu và có giấy phép của Bộ Xây dựng thì là sẽ chưa được mở bán trước, mà sẽ phải thông qua một cái thỏa thuận gọi là thỏa thuận ký quỹ. Tức là thỏa thuận này tức là sao? Tức là anh chị và chủ đầu tư đồng ý với nhau rằng là khi mà có đủ cái điều kiện về pháp lý thì anh chị sẽ đồng ý mua cái căn hộ này với cái giá như vậy đó. Nên là nó không phải là cái hợp đồng mua bán, vì vậy mà sẽ không vi phạm, cũng như là chủ đầu tư thì để tiền trong tài khoản phong tỏa nên là sẽ không vi phạm vào luật kinh doanh bất động sản là huy động vốn của nhà đầu tư. Nên mình phải hiểu rõ các yếu tố pháp lý để mình có thể là có được cái thông tin rõ ràng chính xác để anh chị có thể mua được căn hộ và có thể đủ cái sự tự tin để anh chị có thể xuống tiền mua căn hộ. Và với các dự án của Nuki Hà Nội thì chúng ta sẽ phải thỏa thuận ký quỹ khoảng 5% anh chị nhá. Nhưng chị phải lưu ý giá trị căn hộ, ví dụ anh chị mua căn hộ 6 tỷ thì anh chị thỏa thuận ký quỹ 300 triệu thôi. Anh chị hình dung ạ, 300 triệu thôi cho một căn 6 tỷ thì cái rủi ro của chúng ta là rất là thấp hơn so với toàn bộ cái giá trị. Và một chủ đầu tư lớn như là Capital Land, họ không có cái lý do gì, họ không xây cái dự án để họ thu được tiền của anh ký hợp đồng mua bán với anh chị, thay vì họ còn là lừa đảo chiếm đoạt cái tiền của anh chị. Cái điều đó xác suất xảy ra rất là thấp. Cũng như là các chủ đầu tư khác đang triển khai các dự án ở trong Vinhome cũng như vậy, họ không có cái lý do gì để họ chấp nhận một cái khoản tiền rất là nhỏ để đổi lấy cái uy tín của tập đoàn cũng như là cái nguồn tiền tương lai của anh chị khi mà anh mua căn hộ của họ. Thì không có lý do gì để họ làm điều đó, đúng không anh chị? Rất là khó để xảy ra. Đó thì là cái vấn đề Hòa muốn giải thích đầu tiên trong cái câu chuyện của dự án ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến phần thứ hai, đó là cập nhật cái thông tin của dự án Nuki Hà Nội để anh chị có thể thấy rằng là cái tiến độ triển khai của dự án rất là tấp nập. Và hiện tại phía sau Hòa đây đó là công trường xây dựng của dự án Nuki Hà Nội là giai đoạn 1 của chúng ta, với rất là nhiều cần cầu đã được triển khai ở đây. Với phần tầng hầm của giai đoạn 1 thì anh chị có thể thấy rằng là khu vực tầng hầm thì đang trong quá trình xây để chuẩn bị làm đóng hầm. Còn thực tế với cái phần móng anh chị thì đã xây xong phần móng và chuẩn bị lên cái tầng 1 anh chị. Chuẩn bị lên cái tầng 1 thì đây là một trong những yếu tố để mà cho anh chị thấy rằng là vào cái tháng 10 này thì chủ đầu tư hoàn toàn có thể đáp ứng được cái việc là hoàn thành trong các thủ tục liên quan đến mở bán cho nhà đã ký quỹ ở giai đoạn 1 để anh chị có thể ký hợp đồng mua bán trong tháng 10 này. Với hơn 2 tháng nữa thì Hòa cho rằng là hoàn toàn chủ đầu tư sẽ làm xong tất cả các cái công tác liên quan đến xây dựng thì về cơ bản xong rồi. Còn về cái thủ tục thì chủ đầu tư sẽ gửi cái giấy tờ liên quan để mà có thể xin cấp phép của Bộ Xây dựng, thì anh chị có thể yên tâm về cái giai đoạn 1 này. Và anh chị có thể thấy rằng là với cái giai đoạn 1 thì về cơ bản sau khoảng 2 tháng nữa thì Hòa tin rằng là chủ đầu tư sẽ đóng và khóa xong hết cái phần hầm của cái giai đoạn 1 này, với 5 tòa của giai đoạn 1 là Signature 1, 2, 3, 5 và 6. Thì anh chị có thể thấy rằng là tốc độ tiền triển khai và xây dựng của nó là đồng loạt giống như nhau, đúng không anh chị? Đó, thì anh chị với những anh chị mua ở giai đoạn 1 anh chị có thể là yên tâm là đến tháng 10 này chủ đầu tư hoàn toàn có thể đáp ứng được cái yêu cầu mở bán của khách hàng cũng như là quý anh chị khi mà anh chị đã đặt niềm tin tưởng với chủ đầu tư trong suốt mấy tháng qua. Anh chị như vậy là chúng ta đến tháng 10 là kể từ thời điểm mở bán giai đoạn bắt đầu ra rơi vào khoảng tháng 3 đến tháng 10 là 7 tháng ở đó, thì anh chị có thể hình dung được như vậy. Và tiếp theo với giai đoạn 2 thì thấy thế nào? Với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì anh chị có thể thấy rằng là giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cũng có một cái tốc độ triển khai dự án tương tự như nhau. Và lúc này thì họ đã làm xong cái phần sàn của tầng hầm và bắt đầu xây những cái vách ngăn, vách tường để mà có thể lên tầng trên để mà có thể là làm xong cái phần móng. Đó thì anh chị có thể thấy rằng là tiến độ xây dựng của dự án Nuki Hà Nội về cơ bản với rất là nhiều công trình đang làm trong cùng một lúc thì sau này tương lai khi máy về ở thì anh chị sẽ có một cái đồng bộ hạ tầng tiện ích đầy đủ và chúng ta sẽ không ảnh hưởng bởi những cái dự án đang xây dựng xung quanh để ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sống tại khu đô thị. Thì với ba cái giai đoạn này, nhìn vào tốc độ triển khai cái dự kiến của chủ đầu tư thì anh chị cũng có thể thấy rằng là một là sẽ ký hợp đồng vào tháng 10, còn một là dự kiến ký vào cuối năm nay. Đó thì anh chị có thể thấy rằng là bàn giao căn hộ cũng như vậy,
anh chị có thể bàn giao vào quý 1 của năm 2027 đối với hai cái giai đoạn, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Còn giai đoạn 1 của dự án thì anh chị sẽ được nhận bàn giao vào giai đoạn tháng 10 năm 2026, đúng không anh chị? Đó, đấy là cái thông tin mà chủ đầu tư dự kiến cho cái dự án của chúng ta. Thì với hai cái dự án nó sẽ bênh nhau như vậy là khoảng đâu đó khoảng tầm 5-6 tháng. Thì anh chị sẽ thấy rằng là khi mà bàn giao giai đoạn 1 xong thì cũng có nghĩa là chúng ta tiến hành bàn giao của giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Và dự án của chúng ta sẽ đi vào cái quá trình vận hành và triển khai dự án. Và công trình triển khai như vậy thì anh chị có thể thấy rằng là toàn bộ là hoàn thành trong gần như là thời điểm để có thể đảm bảo cuộc sống và chất lượng cuộc sống của anh chị được tốt nhất khi mà anh đến tại Mini Hà Nội anh chị nhá. Và đó chính là những cái tin tức, những cái thông tin về cái tiến độ xây dựng bằng những cái hình ảnh để anh chị có thể hình dung được về toàn bộ cái dự án này. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị cảm thấy video này là hữu ích thì hãy dành cho Nhà Tốt một like, chia sẻ video này với những người đang sở hữu căn hộ hoặc là những người đang quan tâm trong đến cái dự án nhà rồi này. Và đừng quên, hiện tại chủ đầu tư cũng sắp sửa mở bán cái giai đoạn 3. Và anh nếu như chị đang có cái nhu cầu quan tâm đến những căn hộ tại giai đoạn 3 dự án Mini Hà Nội, một trong những cái giai đoạn đắt giá nhất và cũng là giai đoạn cuối cùng của dự án Mini Hà Nội này, thì đừng ngần ngại liên hệ với Nhà Tốt qua số hotline bên dưới màn hình như là đường link mô tả bên dưới video này. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.